Rồi, hello anh em ha. Nay về được con siêu hợi anh em. Hu 346 đều bấm sân phụ anh em. Máy đẹp như mấy thùng luôn. Đây để bấm sân phụ để ốp lam màu xám này nè anh em. Là đồng bích tông là 44 ly nha anh em. Chứ không phải là 42 ly như mấy đời khác đâu ha. Đầy đúng DSP này anh em. Đi cái lam này thì hết nước chấm luôn anh em. Năm xuồng nha anh em. Năm xuồng nó xin đi qua nha. Xích thì xích mới nha. Hết nước chấm cái lam này. Lam này 5 tắc rưỡi anh em. Lắp vô rồi còn chắc còn cỡ 5 tắc á. Siêu khủng. Kim đồng bọn anh em, kim chăm chăm nha. Cái này chắc tối bật đèn LED quay nha, nó hơi chán anh em. Máy cực kỳ đẹp luôn. Cái nấm bơm xăng còn trắng phiếu luôn. Khủng khiếp cái làm. Bô là bô riêng luôn anh em. Kim chăm chăm anh em. Kim từng ngóc nha. Rồi để em mở bên trong cho anh em coi ha. 346 đề bông sân phụ nha anh em. Đề 44 ly nha. Đề đẳng cấp nhất cái dòng 346 ha. Đề này nó giống 353 100% luôn nha. Giống hoàn toàn luôn anh em. Và cái con hàng xịn là lúc nào cũng vậy nha anh em. Đây, made in Sweden nha. Bất cứ chi tiết nào cũng vậy hết nha anh em. Đây, lực bụi là made in Sweden nha anh em. Điện là điện màu xanh luôn anh em. Tại con này là về là nguyên bản nha. Em chưa có gọi là đem ra rửa xịt cho nó kỹ anh em. Còn dính xịn trong đây nè ha. Đó anh em thấy cục điện màu xanh không? Nè có qua lăng nè anh em. Lăng số má đầy đủ ha. Cái đời này đời VIP với cái dòng 346 anh em. Nhìn cái lực gió là chảy ke luôn anh em. Nè nhìn mình xăng hết nước chấm luôn. Chưa có dấu hiệu là mở mình xăng luôn anh em. Chế ghiên theo máy mà chưa có dấu hiệu mở luôn ha. Mấy dây xăng là ghiên hết nè anh em. Cái nồng nè. Cái bogie nè. Đẳng cấp cho anh em. Đề bơm sân phụ anh em. Ừ. Đề này thì chạy thì nói là đẳng cấp siêu bền nha anh em. Rồi để em test nổ em nói nha. Vô tiếng nổ anh em. Bóp áp vô giật rất là nhẹ nha. Nhanh đi như xe điện luôn anh em. Thì thầm quá lá hẹ luôn. Từ tiếng anh em. Không có một tiếng động lạ nha, máy móc. Con này mà anh em so với mình cây 353 mà anh em đập thùng mới nha. Con này nó chạy chấp cây 353 2 3 cây luôn anh em. Hàng chính hãng của Thụy Điển nha. Sản xuất tại Thụy Điển nha, chỉ xuất thị trường mà mấy các nước lớn nha. Như là châu Âu với mấy nước lớn thôi anh em, chứ Việt Nam mình muốn xài là xài hàng bãi thôi ha. Thằng này nó đẳng cấp nhất của dòng Huguena luôn nha anh em. Anh em để nói anh em nghe ha. Thằng 353 bây giờ có thể là anh em chạy nóng máy lên là nó bị tuột hơi nha anh em. Nóng máy nó rất là khó nổ, còn như này hàng xịn nha. Anh em nóng máy lên giật rất là nhạy nổ luôn nha. Chứ không phải như thằng 353 đâu nha anh em. Máy xịn của Thụy Điển nha. Còn phụ tùng nó giống nhau hết nha anh em. Nhưng mà nó chất lượng hơn. Thường thường cái 353 cái này nó màu trắng nè, này cái này màu đen. Mình xin con này kia nó không chất lượng bằng này nữa nha anh em. Đẳng cấp anh em bóp. Dưới ốp lam của 353 là nó màu cam luôn, này là nó màu xám anh em. Đời này nó màu xám ha. Đây là đời có bơm rồi nó màu xám nha. Rồi em tích nổ lại cho anh em nghe. Cái tiếng ganh tí nó thì thầm quá là hẹn anh em. Ra cuối nè anh em. Còn 353 là điện màu đen, còn này điện xanh luôn anh em. Nó quay trong anh em thấy xanh xanh ở trong không? Điện kim theo máy là xanh luôn. Rồi con này là 4.8 triệu anh em, giá không bớt nha anh em, lưu ý nha.
4,8 triệu giá không bớt. Anh em thấy ok thì cứ alo em, còn không ok thì khỏi alo cũng được anh em. Cái giá này thì, 5,8 triệu anh em. Anh em lưu ý là giá con này là 5,8 triệu nha. Zin 100% bán ra bảo hành động cơ anh em là 1 năm nha. Giá không bớt nha anh em. 5,8 triệu siêu phẩm.